Ủa bình thường cái này mà phải người ta phải gọi là sợi phở mới đúng chứ. Nè, đâu khác gì sợi phở đâu. Rồi rồi. Còn đây là bịch tôm thêm. Tìm không ra. Rồi, mời cả nhà cùng ăn phở với mình nha. Ủa, cái này bánh canh hả? Ủa, Bánh canh hẹ, bỏ hẹ đi chứ. bánh canh nhưng mà sao cái sợi Ừ, phải có cái phở này, phải có cái như này. sợi phở vậy? Hành, 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 bỏ hành Hành vô. hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bỏ hành vô. Anh ăn hành mà, anh ăn được hành mà. Không phải, này hẹ bà ơi, là hết cả hồn. Hay quá ta, hay quá ta. Ủa sao sợi bánh canh mà nó lại cái sợi bánh canh mà nhìn như sợi phở luôn. Rất là lạ. Ủa bình thường cái này mà phải người ta phải gọi là sợi phở mới đúng chứ. Nè, đâu khác gì sợi phở đâu, nó vuông Rau vuông. sống khá là nhiều. Lần đầu tiên mình thấy sợi này sợi bánh canh luôn á. Ok. Ok, bye 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 bye. Ồ, cái sợi này là sợi phở mà ta, sao gọi là bánh canh ta? Lạ nha. Nước ngon nè. Cái nước ngon nè. Mới húp muỗng đầu tiên mà thấy nước nó ngon nè. Có nước mắm nè, tôi chấm. Ta có làm nước mắm chấm không, em làm cho. Bánh canh này mà vừa có cá nè, cá này chắc là cá ngừ. Rồi vừa có mực, vừa có tôm, vừa có trứng cút, chắc là bánh canh hải sản rồi. Mà cái sợi này công nhận thì nó dai hơn cái sợi phở nhiều nha. Nên mình nghĩ rằng cái nếu mà gọi này sợi phở cũng không đúng, mà gọi sợi bánh canh thì lại quá lạ. Thôi kệ, người ta gọi bánh canh là thì mình cứ biết là bánh canh thôi. Tôm này khá là tươi. Ngọt, mềm, không bị khô, không bị cứng. Sợi bánh căn thì nhỏ như sợi phở nhưng mà lại dai hơn sợi phở. Cảm ơn mọi coi. Mà cũng tươi luôn. Sẽ không sợ bị thiếu ớt nữa. Khá là ngon. Sợi bánh canh thì như sợi phở mà dai hơn sợi phở. Nếu một phần 45 ngàn thì có lẽ là mình sẽ ăn lại. Có lẽ mình sẽ ăn lại. Có vài bạn nói là sao mà ăn chắc dữ vậy. Mình nghĩ rằng là cái việc chắc nó sẽ làm cho mình cảm giác thoải mái hơn. Mình ăn cái món ngon mà mình chắc chắc như vậy sẽ ngon. Cái bản thân của mình cái cảm giác ngon miệng á, với lại là chỉ một mình ăn thôi, hoặc là mình ăn với một vài người trong nhà mình thôi, thành ra là mình sẽ ăn cho nó thoải mái nhất, cảm giác nó ngon miệng nhất. Nên khi mình cảm giác chắc á đó, nó vừa có âm thanh mà nó vừa ngon nữa mọi người. Chứ còn đâu phải là mình ăn ở ngoài quán xá đông đúc, hay là mình ăn với đối tác hay là với những người lạ đâu. Đó thì mình mới gọi là giữ kẻ. Mình ăn mình cứ vậy nè, ăn cứ phải vậy nè. Mình thấy là cái miệng của mình nó nhai không được thoải mái. Rồi ăn không dám nuốt, không dám chấp, phải nuốt chậm chậm từ từ vô. Vậy thì theo bản thân của mình nghĩ thì mình cảm thấy là ăn như vậy nó không còn ngon miệng nữa, nó không còn cái cảm giác hứng thú thích thú nữa. Kênh mình, nhà mình, với mình ăn người trong nhà mình thôi kệ, mình ăn thoải mái nhất. Miễn sao mình ăn đừng có nó bị vung tung tóe, nó bị dơ, nó bị chảy tèm lem hay như thế này thế kia nói thôi. Còn miễn sao mình ăn mình cảm thấy thoải mái nhất, ngon miệng nhất thì mình cứ ăn thôi. Đó là cái suy nghĩ của mình. Cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau nha. Bye bye.